chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ nấu món lẩu riêu cua bắp bò. Và để nấu cái món này thì đây mình chuẩn bị nửa ký bún tươi. Ở đây thì mình ăn kèm với bún tươi, ngoài ra thì các bạn cũng có thể ăn kèm với lại bánh đa cũng được. Và tàu hũ thì mình dùng 200g và 20g tàu hũ kỳ hay là ván đậu hũ đấy. Và hạt nêm thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh và nửa muỗng canh đường. Và đây là mắm tôm. Mắm tôm thì mình sẽ dùng nửa muỗng canh. Và sa tế ớt khô thì mình sẽ dùng 1 muỗng canh. Và đây là cua xay mình dùng 300g. Và 300g bắp bò mình đã sắp mỏng sẵn rồi. Mình dùng vài cọng hành lá, 2 trái cà chua và vài củ hành tím và 2 trái ớt nữa. Và đây là các loại rau ăn kèm như là rau muống bào nè, bông chuối bào và rau mồng tơi. Còn đây là nấm kim châm. Mỗi loại đó thì mình sẽ dùng một ít. Các bạn ăn rau nhiều thì mình có thể dùng nhiều hơn nữa cũng được. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình chuẩn bị khoảng 1 lít rưỡi nước. Sau đó mình sẽ cho cua xay vào. Cua xay này thì mình mua xay sẵn ở trong siêu thị á. Nếu mà các bạn có con cua thì mình mần cua cho sạch. Sau đó mình giã nó nát ra, giã cho nó nhuyễn ra như thế này nè. Hoặc là nhà mình có xay sinh tố, mình để vào mình xay luôn cũng được. Sau đó mình sẽ khuấy cho thật là đều ra. Rồi mình lược, mình lấy cái phần nước với phần thịt cua, mình bỏ đi ra cái phần xương cua. Các bạn dùng cái đồ đánh trứng á, mình khuấy thì nó sẽ mau tan ra hơn. Mình chuẩn bị một cái nồi và một cái rây lược. Sau đó mình sẽ đổ phần nước cua này vào. Rồi mình khuấy đều như thế này để cho phần thịt cua nó rớt ra. Rồi mình bắt cái nồi nước cua lên trên bếp. Rồi mình bật bếp lên. Mình để lửa lớn nhé. Sau đó mình sẽ cho vào thêm một ít muối. Rồi khuấy đều lên. Rồi lúc này thì các bạn thấy phần thịt cua của mình nó bắt đầu nó tạo thành những cái mảng này nè. Rồi mình sẽ khuấy nhẹ thôi. Mình không có nấu cho cái phần nước này nó sôi ùng ùng lên nha. Nếu mà nó sôi ùng ùng lên á thì phần cua này nó sẽ bị rời ra, nó không còn dính lại thành từng mảng nữa. Rồi lúc này thì các bạn thấy cái phần nước nè, phần nước nó đã trong lại rồi. Giờ mình sẽ vớt cái phần cua này ra. Các bạn hạ lửa nhỏ xuống nhé. Rồi mình sẽ cho cua này vô trong cái chén. Mình vớt cho sạch cái phần thịt cua này đi. Rồi cái phần thịt cua thì mình đã vớt ra hết rồi. Giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Thịt cua thì mình vớt, mình để vô trong cái chén này. Các bạn nhìn nè, mình được một cái chén nhỏ. Cà chua thì mình sẽ sắc muối. Mình sẽ bỏ đi cái phần cùi này nha. Phần hành lá thì mình sẽ sắc khúc. Mình sẽ sắc khúc dài khoảng 4cm. Rồi tiếp tục đến phần ớt thì mình sẽ sắc lát. Cay nhiều thì mình có thể dùng ớt nhiều hơn nữa nha. Đến phần tàu hũ thì mình sẽ sắc củ vung vung. Cái phần ván đậu này thì nó rất là giòn, nên là mình có thể bẻ nó ra thành những cái miếng vừa ăn như vậy. Còn chút nữa mình sẽ đem đi chiên. Phần củ hành tím thì mình sẽ sắc lát mỏng. Rồi bây giờ thì mình sẽ phi củ hành tím nhé. Mình cho dầu ăn vào trong cái chảo. Đợi cho dầu nóng lên, mình sẽ cho củ hành tím vào phi cho thật là vàng thơm. Rồi lúc phi thì mình sẽ phi với lửa vừa thôi. Tím vàng như thế này là được rồi. Bây giờ mình tắt bếp. Và độ nóng trên chảo sẽ làm cho hành tím vàng thêm một chút nữa đó. Và nếu mà các bạn để cho nó vàng vừa tới và mình tắt bếp đó, thì cái độ nóng trên chảo nó sẽ làm cho hành của mình nó bị khét luôn á. Cái phần hành tím này nó đều hết rồi, cái mình sẽ vớt ra ngoài cái chén. Mình chừa một ít hành tím lại trong chảo nhé, để mình xào phần cà chua. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bật bếp trở lại. Và mình sẽ cho cà chua vào. Mình sẽ xào đều lên, xào cho phần cà chua này săn lại. Rồi mình sẽ cho vào một ít hạt nêm và một ít đường. Phần cà thì mình sẽ xào khoảng 3 phút là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đổ phần cà chua này vào trong cái nồi nước cua nhé. Nồi nước cua này thì mình sẽ bật bếp lại. Rồi sau đó mình sẽ nấu cái phần nước cua này sôi lên rồi mình mới cho đậu hũ vào. Và nước đã sôi lên rồi, giờ mình cho đậu hũ vô thôi.
theo là mình sẽ cho phần hạt nêm và đường còn lại vào. Mình sẽ cho vào một muỗng canh ớt khô sa tế. Mình cho vào nửa muỗng canh mắm tôm. Rồi khuấy đều lên nha. Sau đó các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn. Wow, cái phần nước dùng của mình á các bạn rất là ngọt luôn á, vị rất là vừa ăn rồi. Do là ở đây mình nấu với lại nước cua đó, cho nên là cái nước nó rất là ngọt luôn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cho vô thêm như là cái phần sườn sủng á. Bạn nào thích ăn thì mình có thể cho thêm nữa cũng được. Cái phần nước dùng của mình như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi chiên tàu hủ kia nha. Và mình sẽ tắt bếp luôn. Và bây giờ mình cho dầu ăn vào trong một cái nồi. Dầu đã nóng lên rồi, giờ mình sẽ cho ván đậu vào. Mình chiên cho nó phồng lên như thế này rồi mình vớt ra. Để lên cái rây cho nó rõ dầu. Nhớ là dầu phải thật là sôi nha. Hẹn bỏ vào, nhanh tay vớt nó ra liền. Rồi nó khét ấy. Mình bắt lên bếp một nồi nước để mình bắt đầu trụng bún. Mình không có nấu cái nước sôi quá, nếu sôi quá thì bún của mình nó sẽ bị rụt mất. Rồi mình sẽ tắt bếp luôn. Mình trụng đều qua, sau đó mình sẽ vớt ra và để cho thật là ráo nước. Bún khi mua về thì các bạn nhớ là phải trụng qua nước như thế này nha. Rồi mình đã múc nước lẩu ra ngoài cái nồi lẩu rồi. Mình cho các loại rau vào và cho thêm hành lá nữa. Cho thêm vài lát ớt vào. Và đây là cái phần thịt cua này các bạn, mình sẽ cho vào đây luôn nha. Bình thường nếu mà các bạn đi ăn ngoài quán thì người ta sẽ để vào trong cái chén riêng như thế này, người ta không có để vô trực tiếp vào trong cái nồi. Cho vào một ít hành tím phi. Cái nồi nước lẩu của mình đã bắt đầu sôi lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn thôi. Và bún thì mình đã múc ra ngoài chén rồi nè. Và cái món này thì mình sẽ chấm với lại chao hoặc là mắm tôm, mắm ruốc đều được hết nhé. Mình sẽ gắp thịt bò rồi mình nhúng vào trong cái nồi nước lẩu nha. Bò này thì mình ăn tái là được rồi. Còn bạn nào ăn tái không được thì mình có thể nhúng cho nó chín luôn. Rồi trong thời gian đợi cho thịt bò này nó chín thì mình sẽ ăn thử cái phần tàu hủ. Mình sẽ chấm lại một ít chao. Tàu hủ này mình ăn nó vừa dai vừa mềm nè. Chấm với lại chao thì rất là bắt luôn á. Rồi giờ mình sẽ chan cái phần nước lẩu vào nè. Wow, các bạn nhìn cái miếng thịt cua nè, rất là ngon luôn á. Mình ăn còn nó mốc khối như thế này nó mới ngon. Cái phần thịt cua này khi ăn thì mình sẽ múc bằng cái muỗng, chứ mình gấp là nó bị bể ra. Thịt cua ăn rất là thơm luôn và rất là mềm nữa. Rồi cái miếng thịt bò của mình nó cũng đã chín rồi nè. Các bạn cắt càng mỏng càng ngon nha. Cái phần bắp bò này thì nó có vừa nạc vừa mỡ như thế này nè. Mình ăn nó mới ngon. Mở mỡ gương gương. Rồi mình chấm vào nước chấm chao. Thịt bò thì mình ăn rất là mềm. Đây, tiếp theo là mình sẽ ăn cái phần nấm nè. Cái cục tàu hủ này nè, các bạn nên nấu cho nó mềm ra. Nó mềm mà bên trong nó bọng nước luôn á. Như vậy thì mình ăn nó mới ngon. Cắn vào bên trong xịt nước ra luôn á. Cái vị của cái nước lẩu này các bạn, nó rất là thơm luôn. Thích nhất là ăn tàu á. Tàu nó rất là mềm luôn. Nấm thì mình ăn nó dai dai nè. Có hành lá và hành phi vào thơm thơm nữa. Múc một miếng nước nữa nè. Wow. Đây các bạn ơi, video nấu món lẩu riêu cua bắp bò của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!